Thưa quý vị, theo dữ liệu mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào ngày 6 tháng 8 cho thấy, trên 40 vận động viên tham dự Olympic Paris 2024 đã có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 vẫn đang lưu hành và lưu ý các quốc gia cần tăng cường hệ thống ứng phó. Một số vận động viên nổi tiếng tham dự Olympic Paris đã có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Vận động viên bơi lội người Anh Adam Beatty cho biết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus một ngày sau khi giành huy chương bạc ở nội dung bơi ếch 100m. Niềm hy vọng giành huy chương của Australia là vận động viên Lani Pallister cũng đã rút khỏi nội dung bơi tự do 1.500m nữ sau khi bị ốm. Giám đốc phụ trách phòng chống dịch bệnh của WHO bà Maria Van Kerkhove dẫn dữ liệu từ 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng trong vài tuần qua. Hơn nữa, giám sát nước thải được coi là phương pháp cung cấp chỉ báo sớm trước 2-3 tuần về số ca bệnh, cho thấy mức độ lưu hành virus SARS-CoV-2 trên thực tế cao hơn từ 2-20 lần so với những gì được báo cáo. Bà Van Kerkhove đánh giá dấu hiệu này rất đáng lưu tâm vì virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tiến hóa và thay đổi. Tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc phải một biến thể mới, có thể tinh vi hơn, có khả năng né các biện pháp xét nghiệm hoặc can thiệp y tế, trong đó có cả việc tiêm chủng. Bà Van Kerkhove nhấn mạnh, thực trạng lưu hành virus SARS-CoV-2 ở mức cao hiện nay rõ ràng không phải là một diễn tiến điển hình trong các nhóm virus gây bệnh đường hô hấp vốn có xu hướng tăng lưu hành trong những tháng lạnh hơn. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, bất kể là mùa nào, nhiều quốc gia đã trải qua các đợt bùng phát COVID-19 và Olympic cũng không ngoại lệ khi loại virus này đang lưu hành khá tràn lan. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, trong vòng 3 tuần tính đến cuối tháng 7, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 ở nước này đã tăng gấp 5 lần. Dữ liệu của KDCA cho thấy, trong tuần thứ tư của tháng 7, số bệnh nhân nội trú được chẩn đoán mắc COVID-19 đã lên tới 465 người, tăng gấp 5 lần so với tuần đầu tiên của tháng là 91 người. Trong những tuần đầu tiên của tháng 7, tổng cộng 929 người đã nhập viện vì COVID-19. Tỷ lệ xét nghiệm cho thấy kết quả dương tính tại các trung tâm y tế công cộng cũng tăng từ 7,4% vào tuần thứ tư của tháng 6 lên 24,6% vào tuần thứ ba của tháng 7. Trước đó, một quan chức cấp cao của KDCA cho biết, vào tháng 10 tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người trên 65 tuổi. Quan chức này kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước tình hình gia tăng, không chỉ các ca mắc COVID-19 mà còn cả bệnh ho gà, viêm phổi do mycoplasma và bệnh tay chân miệng. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra khái niệm về bệnh X, căn bệnh do một loại virus giả định chưa biết có tồn tại hay không gây ra. Đầu năm, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ để thảo luận về bệnh X do loại virus giả định, được cho là nguy hiểm hơn 20 lần so với COVID-19. Mặc dù chưa biết loại virus như vậy hiện có tồn tại hay không, nhưng giới chuyên gia hy vọng có thể chủ động đưa ra kế hoạch hành động để chống lại loại virus đó và chuẩn bị hệ thống y tế nếu bệnh X nổi lên như một đại dịch. Một chuyên gia nói với CBS News rằng khả năng đó có thể xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Tiến sĩ Ahmed Adanja thuộc Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins, Mỹ cho biết có những chủng virus với tỷ lệ tử vong rất cao có thể phát triển khả năng lây truyền hiệu quả từ người sang người. Trước đó, năm 2022, WHO đã tập hợp 300 nhà khoa học để xem xét 25 họ virus và vi khuẩn nhằm lập ra danh sách các mầm bệnh mà họ tin rằng có khả năng tàn phá và cần được nghiên cứu thêm. Nằm trong danh sách đó là bệnh X được tổ chức này công nhận lần đầu tiên vào năm 2018. WHO đánh giá sự quan tâm tới virus gây bệnh X thể hiện sự hiểu biết rằng một đại dịch quốc tế nghiêm trọng có thể do một mầm bệnh không xác định gây ra. Tổng giám đốc WHO cho biết COVID-19 có thể là bệnh X đầu tiên. Các nhà khoa học đang tích cực học hỏi từ kinh nghiệm đó. Theo tiến sĩ Adanja, bệnh X có thể do một loại virus đường hô hấp đã lây lan ở các loài động vật và chưa có khả năng truyền sang người. Tiến sĩ Adanja nói, con vật nhiễm bệnh có thể là loài rơi như COVID-19, các loài chim như cúm gia cầm hoặc một số loại động vật khác, chẳng hạn như lợn. Khi con người và động vật tiếp xúc, các loài virus có thể lan truyền. Theo WHO, nếu chúng ta không chuẩn bị, rất có thể một căn bệnh ở quy mô đó sẽ gây ra thiệt hại thậm chí còn lớn hơn những gì chúng ta đã trải qua với COVID-19. Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 7 triệu người. Tiến sĩ Adanja cũng đề cập đến đại dịch cúm năm 1918 đã làm khoảng 50 triệu người trên toàn cầu thiệt mạng. Ông Adanja nói,
Nếu chúng ta ứng phó quá kém với một thứ như COVID-19, bạn có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào với một sự kiện cấp độ như đại dịch cúm năm 1918. Đó là lý do các chuyên gia khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu một kế hoạch mạnh mẽ và hiệu quả để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tổng giám đốc WHO nhận định hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch về cơ sở hạ tầng y tế có thể giúp ích trong một kịch bản tương lai. Tiến sĩ Adanza cho biết một bài học quan trọng khác từ đại dịch COVID-19 là tầm quan trọng của tính minh bạch. Tổng giám đốc WHO chia sẻ, WHO hợp tác với các tổ chức toàn cầu khác đã đưa ra các sáng kiến để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Những nỗ lực này bao gồm quỹ đại dịch để giúp các quốc gia có nguồn lực, trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để đảm bảo công bằng về vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung tâm thông tin về dịch bệnh, nhằm cải thiện hoạt động giám sát hợp tác giữa các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 4 tháng 8 cho biết đang cân nhắc thành lập một ủy ban chuyên gia để đưa ra đánh giá về khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ đang hoành hành tại châu Phi. Trong thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO cho biết, WHO cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, chính phủ các nước và các đối tác đang tăng cường ứng phó với đợt bùng phát. Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, tôi đang cân nhắc việc triệu tập một ủy ban khẩn cấp để đánh giá khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ vốn đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại hay không. Tuy nhiên, cần thêm kinh phí và hỗ trợ để có phản ứng toàn diện. Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người. Trong bài viết trên tạp chí Science mới đây, Tổng Giám đốc WHO khẳng định loại virus này có thể ngăn chặn và phải được ngăn chặn bằng các biện pháp y tế công cộng tăng cường, bao gồm giám sát, sự tham gia của cộng đồng, điều trị và triển khai vaccine có mục tiêu cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Bệnh đậu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác, bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu giật, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, tăng bạch huyết. Tháng 7 năm 2022, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu và tái khẳng định quy chế này vào tháng 11 năm 2022 và tháng 2 năm 2023. Tháng 5 năm 2023, WHO dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu là mức cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra đối với một dịch bệnh. Lầu Năm Góc Mỹ được cho là đã tạo ra hàng trăm tài khoản mạng xã hội giả mạo để thuyết phục người dân Philippines tin rằng mũi tiêm Sinovac là giả. Theo hãng tin RT của Nga, hãng thông tấn Reuters có trụ sở tại Anh mới đây đưa tin, quân đội Mỹ đã thừa nhận rằng họ đã tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm làm mất uy tín của vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Philippines và khắp châu Á cùng Trung Đông. Các quan chức Lầu Năm Góc Mỹ đã viết cho các đối tác Philippines trong một lá thư đề ngày 25 tháng 6 và được Reuters đưa tin vào ngày 26 tháng 7. Đúng là gửi thông điệp cho công chúng Philippines đặt dấu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của Sinovac. Lầu Năm Góc Mỹ thừa nhận rằng họ đã có một bước đi sai lầm trong thông điệp liên quan đến COVID-19, nhưng đã đảm bảo với Manila rằng họ đã dừng hoạt động này vào cuối năm 2021 và kể từ đó đã cải thiện đáng kể việc giám sát và trách nhiệm giải trình của các hoạt động thông tin. Một cuộc điều tra của Reuters tiết lộ vào tháng trước, chiến dịch đang được đề cập bắt đầu vào năm 2020 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ phân phối miễn phí các mũi vaccine Sinovac tại Philippines. Trong nỗ lực chống lại lợi ích của quan hệ công chúng này đối với Bắc Kinh, Lầu Năm Góc Mỹ đã ra lệnh cho Trung tâm Chiến dịch Tâm lý của mình tại Florida tạo ra ít nhất 300 tài khoản truyền thông xã hội giả mạo để hạ thấp uy tín vaccine của Trung Quốc.
COVID-19 đến từ Trung Quốc và vaccine cũng đến từ Trung Quốc, đừng tin Trung Quốc là một phần nội dung trong một bài đăng điển hình do nhóm chiến dịch tâm lý của Mỹ tại Florida tạo ra. Hoặc bài đăng khác có đoạn, từ Trung Quốc, PPE, khẩu trang, vaccine giả, nhưng virus corona là thật. Một sĩ quan cấp cao nói với Reuters, các quan chức quân đội tham gia vào chiến dịch biết rằng mục tiêu của họ không phải là bảo vệ người Philippines trước vaccine không an toàn, mà là kéo Trung Quốc xuống bùn. Theo thông tin này, chiến dịch tuyên truyền đã sớm lan rộng ra ngoài Philippines, công chúng Hồi giáo trên khắp Trung Á và Trung Đông đã được thông tin rằng Sinovac có chứa gelatin từ thịt lợn và do đó là haram, tức bị cấm theo luật Hồi giáo. Chiến dịch này buộc Sinovac phải đưa ra tuyên bố khẳng định rằng mũi tiêm được sản xuất không chứa nguyên liệu từ lợn. Lầu Năm Góc Mỹ chưa công khai thừa nhận bức thư gửi quân đội Philippines và các chính phủ Mỹ cùng Philippines đã từ chối bình luận về vấn đề này với Reuters. Tuy nhiên, theo hãng tin RT, vào tháng trước, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Mỹ đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng quân đội Mỹ sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả mạng xã hội, để chống lại những cuộc tấn công gây ảnh hưởng xấu nhằm vào Mỹ, các đồng minh và đối tác, đồng thời tuyên bố rằng Washington chỉ đang phản ứng trước chiến dịch thông tin sai lệch của Trung Quốc nhằm đổ lỗi sai sự thật cho Mỹ về sự lây lan của COVID-19. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters rằng họ lâu nay vẫn khẳng định rằng Mỹ phát tán thông tin sai lệch về Trung Quốc.